đời người trải qua ba bữa tiệc lớn, thôi nói kết hôn và qua đời. Bữa tiệc đầu tiên thì chưa biết ăn, bữa tiệc thứ hai còn lại không có thời gian ăn, bữa tiệc thứ ba thì nằm nhìn người ta ăn. Vậy nên sống trên đời hãy ăn khi còn có thể. Ta da.